Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 12, vọng Giáng sinh gồm có: trước hết là bản tin vắn, tiếp đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là nguyện ước Giáng sinh. Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Gen Kabua theo dõi tin tức. COVID-19. Từ Vatican, 10 triệu euro được gửi đến các giáo hội đông phương. Vatican. Sáng thứ Hai ngày 21 tháng 12, tại buổi tiếp kiến dành cho giáo triều Roma, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã trình cho Đức Thánh Cha các hoạt động bác ái ngoại thường của Thánh Bộ trong thời điểm đại dịch và nhận định 10 triệu euro hỗ trợ cho các giáo hội là một dấu hiệu hy vọng trong thời điểm khủng khiếp này. Đức Hồng Y Santri cho biết, 10 triệu euro là một con số ngoại thường được dành cho các giáo hội tùy theo nhu cầu mỗi nơi. Đây là một nỗ lực của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và của tất cả các cơ quan đã giúp đỡ các giáo hội chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn cấp bách này. Cùng nhau, chúng ta có thể thoát khỏi hoàn cảnh này. Thực tế, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha không để những người đang đau khổ một mình trong thời điểm đại dịch, quỹ khẩn cấp của Bộ các giáo hội Đông Phương đã được thiết lập cùng với sự cộng tác của các tổ chức khác như Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông và Liên hiệp các tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội Đông Phương đã đảm bảo hỗ trợ cho nhiều hoạt động bác ái. Các nỗ lực của chúng tôi chủ yếu tập trung vào các dự án dành cho Đông Âu, Trung Âu và Ấn Độ. Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương giải thích và nói thêm, chúng tôi dành quan tâm lớn đối với châu Phi, Ethiopia và Eritrea, nhưng chúng tôi chưa bao giờ giảm sự hỗ trợ cho các khu vực khó khăn khác trên thế giới. Các cam kết được thực hiện vào thời điểm này ở Syria và Liban vẫn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi không quên những gì đã được thực hiện tại Ai Cập, Iraq, Thánh Địa và đặc biệt là ở Palestine. Ở đây, chúng ta có Đại học Bethlehem, một trường đại học có tầm quan trọng to lớn đối với việc hoàn thành hành trình của tình huynh đệ mà Đức Thánh Cha Francisco đã đề nghị trong thông điệp Fratelli Tutti. Theo Đức Hồng Y, mặc dù tình hình kinh tế bất ổn, giáo hội vẫn đảm bảo sự trợ giúp vì giáo hội luôn được mời gọi tiếp tục dấn thân để chữa lành các vết thương. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã đánh giá cao tinh thần quảng đại của nhiều người, trong đó có những người mặc dù không có nhiều nguồn lực, nhưng vẫn cố gắng chia sẻ bao nhiêu có thể. Đức Thánh Cha gửi thư Giáng sinh cho Liban. Vatican. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2020, Đức Thánh Cha gửi thư Giáng sinh cho Đức Hồng Y Beccarabo Trotrai, Thượng phụ Công giáo Maronite và toàn thể người dân Liban, nhằm an ủi và khích lệ mọi người sống niềm hy vọng Giáng sinh. Đức Thánh Cha viết, tâm hồn tôi đau đớn khi chứng kiến nỗi đau khổ đang bóp nghẹt đặc tính năng động của một quốc gia của những cây thông tuyết. Nỗi đau càng gia tăng khi thấy niềm hy vọng được sống trong hòa bình và được tiếp tục là một sứ điệp tự do và một bằng chứng cho sự sống chung đối với thế giới bị đánh mất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khích lệ, nhưng trong ngày Giáng sinh này, dân đang lình bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng xoa dịu nỗi sợ hãi và gợi lên trong mỗi người niềm hy vọng tin chắc rằng Thiên Chúa quan phòng không bao giờ bỏ rơi Liban và sẽ biến tang thương này thành điều tốt. Đức Thánh Cha xác tín như vậy vì theo Đức Thánh Cha, trong sách Thánh, nhiều lần Liban được nhắc đến, đặc biệt trong Thánh Vịnh 91. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Liban. Sự uy nghiêm của cây thông tuyết trong Kinh Thánh là biểu tượng của sự vững vàng, ổn định, bảo vệ. Cây thông tuyết là biểu tượng của sự công chính bắt nguồn từ Thiên Chúa, truyền đi nét đẹp và ân phúc. Đức Thánh Cha viết tiếp, trong những ngày này, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, trở nên láng giềng của chúng ta, cùng bước đi bên cạnh chúng ta. Anh chị em hãy tin tưởng vào sự hiện diện và tín trung của Thiên Chúa. Như thông tuyết, anh chị em hãy kín múc từ cội nguồn của anh chị em để cùng nhau trở thành một dân tộc đoàn kết. Như cây thông tuyết chống chọi với mọi bão táp, anh chị em có thể nắm bắt được những hoàn cảnh hiện tại để tái khám phá bản sắc của anh chị em. Đó là mang đến cho thế giới hương thơm của sự tôn trọng, của sự chung sống và đa nguyên. Tới đây, Đức Thiên Cha hướng đến các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo bằng việc trích dẫn một đoạn thư mục vụ của Thượng phụ Elias Hojek. Quý vị là những người lãnh đạo đất nước, quý vị là các thẩm phán. Trong khả năng và theo trách nhiệm chính thức, quý vị có nghĩa vụ tìm kiếm công ích. Thời gian và công việc của quý vị không dành cho lợi ích cá nhân, nhưng cho quốc gia và dân tộc của quý vị. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng nói đến ước muốn đến viếng thăm đất nước này khi điều kiện cho phép.
Và cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ người dân Liban: trong bóng tối của đêm đen, hãy ngước nhìn bầu trời. Ngôi sao Bethlehem sẽ hướng dẫn và giúp anh chị em can đảm để bước đi không bị lạc lối và không mất hy vọng. Quý vị vừa theo dõi bản tin vắn ngày 24 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 23 tháng 12, khi lễ Giáng sinh đã rất gần, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung này để nhắc các tín hữu về ý nghĩa của lễ Giáng sinh và để chúc mừng Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói rằng các mục đồng đã nghe các thiên thần loan báo tin vui Chúa Giáng sinh và họ đã lên đường tiến về Bethlehem để tìm kiếm và gặp gỡ người, ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa chiếu tỏa trên thế giới. Ngài nhắc rằng lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta vượt qua não trạng thế gian, thường khiến chúng ta mù quáng, để hiểu được điều cốt lõi trong đức tin của chúng ta. Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa giao thoa với lịch sử của chúng ta và mở ra con đường cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cử hành lễ Giáng sinh với đức tin, chứ không phải là lễ hội tình cảm hay cơ hội mua sắm. Năm nay, giữa đại dịch toàn cầu, lễ Giáng sinh có thể giúp chúng ta nhận được niềm hy vọng mà Chúa Giêsu hài nhi mang lại cho chúng ta. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, khi suy tư và cầu nguyện trước hang đá Giáng sinh, chớ gì chúng ta ý thức hơn về sự gần gũi và tình yêu dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng đã làm người để cứu độ chúng ta. Trong Giáng sinh năm nay, xin Chúa Giêsu Giáng sinh lần nữa trong mỗi người chúng ta, để bằng cuộc sống của mình, chúng ta có thể mang niềm vui và hy vọng mới cho tất cả mọi người. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, trong bài giáo lý này, khi lễ Giáng sinh đến gần, tôi muốn gợi lên cho anh chị em một vài suy tư để chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh. Trong phục vụ lời Chúa lễ đêm Giáng sinh, lời sứ thần loan báo cho các mục đồng vang lên: anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Theo gương các mục đồng, chúng ta cùng đi đến Bethlehem cách thiêng liêng, đến nơi Đức Maria đã hạ sinh hài nhi trong chuồng gia súc, bởi vì họ không tìm được chỗ trong nhà trọ. Đức Thánh Cha lưu ý, Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ hoàn vũ, và ngay cả những người không tin cũng cảm nhận được sự thu hút của ngày lễ này. Tuy nhiên, Kitô hữu biết rằng lễ Giáng sinh là một sự kiện quyết định, một ngọn lửa vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã nhóm lên trên thế giới, và không được nhầm lẫn nó với những thứ phù du. Do đó, Ngài nhắc nhở, điều quan trọng là không biến lễ Giáng sinh thành một lễ hội của tình cảm hoặc chủ nghĩa tiêu thụ. Chủ nhật vừa qua, tôi đã lưu ý đến vấn đề này khi nhấn mạnh rằng chủ nghĩa tiêu thụ đã cướp đi Giáng sinh khỏi chúng ta. Lễ Giáng sinh không được giảm thiểu thành lễ hội về tình cảm hay tiêu thụ, đầy quà tặng và những lời cầu chúc, nhưng nghèo đức tin Kitô và nghèo cả về tình người. Vì vậy, cần phải vứt bỏ thứ não trạng thế gian, không thể nắm bắt được cốt lõi rực sáng của đức tin chúng ta. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đây chính là trọng tâm của lễ Giáng sinh, là chân lý của lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa của việc cử hành lễ Giáng sinh. Một mặt, lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta suy tư về bi kịch lịch sử, trong đó con người bị tổn thương bởi tội lỗi, đang không ngừng tìm kiếm chân lý, lòng thương xót, sự cứu chuộc. Và mặt khác, mời gọi suy tư về lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng đã đến gặp gỡ chúng ta để thông truyền cho chúng ta chân lý cứu rỗi,
và cho chúng ta tham dự vào tình bạn và sự sống của Người. Ngài nói tiếp, món quà ân sủng này hoàn toàn là ân sủng, chúng ta không có công trạng gì. Tất cả là ân sủng và chúng ta nhận được nó thông qua sự đơn giản và tính nhân văn của lễ Giáng sinh. Những điều này có thể xóa bỏ khỏi trái tim và tâm trí của chúng ta sự bi quan hiện nay đã lan rộng do đại dịch. Chúng ta có thể vượt qua cảm giác hoang mang đáng lo ngại đó, không để mình bị choáng ngợp bởi những thất bại và sai lỗi, khi nhận thức rằng hài nhi khiêm nhường và nghèo khó, ẩn mình và không thể tự vệ là chính Thiên Chúa đã trở nên người phàm vì chúng ta. Trong một đoạn văn nổi tiếng của hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày nay, Công đồng Vatican thứ hai nói với chúng ta rằng sự kiện này liên quan đến mỗi người chúng ta. Bởi vì chính Con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người, Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Xin bởi Đức Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu đã Giáng sinh cách đây 2.000 năm, nhưng liên quan đến mỗi người chúng ta. Chúa là một người trong chúng ta. Thiên Chúa trong Chúa Giêsu là một người trong chúng ta. Thực tế này mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm vui và nhiều can đảm. Đức Thánh Cha giải thích, Thiên Chúa không nhìn chúng ta từ trên cao, từ xa, không đi ngang qua chúng ta, không thối lui vì sự khốn khổ của chúng ta, không chỉ khoác lên mình một thân xác theo dáng vẻ bên ngoài, nhưng hoàn toàn nhận lấy bản tính và thân phận con người chúng ta. Người không từ chối điều gì ngoại trừ tội lỗi. Tất cả nhân loại đều ở trong Người. Người đã nhận lấy tất cả mọi điều như chúng ta, như thể trở nên giống chúng ta. Đây là điều cần thiết để hiểu được đức tin Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc lại hành trình hoán cải của Thánh Augustino được viết trong cuốn Tự Thú. Tôi chưa đủ khiêm nhường để nắm chặt lấy Chúa của tôi, Chúa Giêsu khiêm nhường, và tôi cũng chưa biết những lời giáo huấn về sự yếu ớt của Người. Đức Thánh Cha nhận xét, sự yếu ớt của Chúa Giêsu là một giáo huấn, bởi vì nó bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh là lễ của tình yêu nhập thể, của tình yêu đã sinh ra vì chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng của loài người, chiếu sáng trong bóng đêm, mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của con người và cho toàn bộ lịch sử. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chớ gì những suy tư ngắn gọn này có thể giúp chúng ta mừng lễ Giáng sinh với ý thức sâu sắc hơn. Và Ngài kêu gọi, nhưng có một cách khác để chuẩn bị, và tôi muốn nhắc anh chị em và tôi, và điều này nằm trong tầm tay của mọi người. Hãy thinh lặng suy niệm một chút trước hàng Chúa Giáng sinh. Hàng đá là một bài giáo lý về thực tại đã xảy ra ngày hôm ấy vào năm đó. Điều chúng ta đã nghe trong tin mừng. Vì lý do này, năm ngoái tôi đã viết một tông thư, sẽ tốt nếu chúng ta đọc lại nó. Tông thư có tựa đề Admirabile Signum, dấu chỉ tuyệt vời. Tại trường học của Thánh Francisco Assisi, chúng ta có thể trở thành những đứa trẻ nhỏ bé khi dừng lại để chiêm ngưỡng hang đá Chúa Giáng sinh và để sự ngạc nhiên tái sinh trong chúng ta theo cách tuyệt vời mà Chúa muốn đến trong thế giới. Chúng ta hay xin ơn biết ngạc nhiên trước mầu nhiệm này, trước thực tại thật dịu dàng, tốt đẹp, gần gũi với trái tim chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn ngạc nhiên để gặp Người, để chúng ta đến gần Người, để chúng ta đến gần tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha chia sẻ, hôm nọ, khi nói chuyện với một vài nhà khoa học, họ nói về trí thông minh nhân tạo và robot. Có những robot được lập trình cho mọi người và mọi thứ, và điều này vẫn tiếp diễn. Và tôi nói với họ, nhưng điều gì mà người máy không bao giờ có thể làm được? Họ suy nghĩ, họ đưa ra những đề xuất, nhưng cuối cùng họ đồng ý ở một điều, sự dịu dàng. Điều này các robot không thể làm được. Ngài nói tiếp, và đây là điều Chúa mang đến cho chúng ta ngày nay, một cách thế tuyệt vời mà Chúa muốn đến trong thế giới. Và điều này làm cho sự dịu dàng tái sinh trong chúng ta.
Sự dịu dàng của con người gần giống với sự dịu dàng của Thiên Chúa. Và ngày nay, chúng ta rất cần sự dịu dàng, rất cần sự vuốt ve của con người khi đối mặt với rất nhiều đau khổ. Nếu đại dịch buộc chúng ta phải xa nhau hơn, thì Chúa Giêsu trong hang đá chỉ cho chúng ta cách dịu dàng để ở gần, để làm người. Chúng ta hãy đi theo con đường này. Chúc anh chị em lễ Giáng sinh vui tươi. Nguyện ước Giáng sinh. Thưa quý thính giả nghe đài, sau 8 ngày Vatican News tiếng Việt thực hiện chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng do Linh Mục Giuse Cao Gian gợi điểm cầu nguyện, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi từ quý thính giả nghe đài về những ơn ích thiêng liêng. Chúng tôi tạ ơn Chúa. Cùng với những lời cảm ơn nhận được qua những tâm tình gửi về, có nhiều lời ước nguyện, tâm sự muốn dâng lên Chúa hài đồng. Giờ đây, mời quý thính giả cùng hiệp ý chia sẻ và cầu nguyện cùng với những lời ước nguyện ấy. Cùng lắng lòng mình với những bài thánh ca trong chuyên mục Nguyện ước Giáng sinh nhé! Trời khuya, gió đông về, tuyết lạnh lùng, cánh đồng băng giá. Mẹ Maria ngồi ru con thơ, dân hỡi hãy thức dậy mau tôn thờ ngôi hoàng. Đồng quê rất an bình, gió êm đềm, đất trời cung kính, hài nhi ngây thơ ngủ ngon êm mơ đồng say. Nhạc thiên vô vòng khắp nhân gian, chúc tụng Chúa hài nhi, vừa sông núi tình khúc ngân xa, cả thiên thần ca hát vang lừng, và bình an Chúa tràn chứa niềm vui cho người thiên tân. Lời nguyện ước từ anh Lê Tương Giang ở Canada gửi đến Chúa Hài Đồng như sau. Lạy Chúa, con không xin gì cho riêng con vì con thấy mình được đầy đủ. Nhưng đặc biệt mùa Giáng sinh năm nay, con xin Chúa đoái thương an ủi những người đang đau khổ, cô đơn, bệnh tật và nhất là những người đang bị nhiễm Covid sớm được chữa lành. Trời cao, ánh sao huy hoàng, chiếu rạng người. Trần gian đêm nay đưa muôn yêu thương bình an. Mùa đông ơi mau đến bên em, bái thờ đấng tình yêu, lòng tôn kính nhìn Chúa ngồi hỏi xuống làm người trong chốn hàng lương. Lạy Thiên Chúa mặc kiếp phàm nhân cứu độ chân gian. Ngàn năm Chúa thương nhân loại, sống thương đau tâm hồn tâm tôi. Ngài cho ngôi hai hạ sinh cho ta vì ta. Tâm tôi bừng sáng thương yêu, phúc lành khắp trần gian. Trời băng giá nồng ấm tin vui, Chúa giáng sinh ở giữa con người. Ngài là ánh sáng, là nắng bình minh cho đời mùa
Lời nguyện tiếp theo đến từ tác giả có tên là Joe chia sẻ về người con trai đang bị bệnh với chú hài đồng. Kính mời quý thính giả cùng hiệp ý với chị nhé. Con trai chúng con đang bị bệnh ung thư. Gia đình con ao ước mọi người trong gia đình được thấy thánh ý Chúa và vững tin nơi Ngài. Nói thì dễ nhưng làm sao đây? Riêng ao ước cho con trai là con xin Chúa chữa lành bệnh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin quý thính giả cùng hiệp thông cầu nguyện cho anh và gia đình nhé. Lời ước nguyện từ một bạn du học sinh xa nhà đã lâu, nay xin dành ước nguyện đặc biệt cho ông nội của mình là ông cố Giuse Lê Quý Đôn, hiện đang ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. Chị dâng lên Chúa Hài Đồng ước nguyện như sau. Nếu có một điều ước trong dịp Giáng sinh năm nay, con sẽ dành điều ước này cho ông của con. Nguyện xin Chúa tiếp tục giữ gìn ông được bình an, được mạnh khỏe, và xin Chúa cũng giúp con sớm hoàn thành bài của con, để con chóng về thăm ông của con nhé. À mà quên nữa, chắc Chúa cũng phải ra tay cho con Covid mau lặn xuống thì con mới bay về được chứ nhỉ. Mùa Giáng sinh năm đó lại trở về, từng góc phố thân quen đầy sao lạ, từng hơi thở của mùa đông băng giá, trôi tiếng chuông rộn ràng gọi lòng con. Trên tháp chuông màu sắc tỏa lung linh, bên mang cỏ tâm hồn con dâng Chúa, lời khấn cầu con thì thầm với Ngài, trải lòng con nơi viện xứ xa xôi. Mùa Giáng sinh tuyết lạnh phủ trời đất, nơi phương xa con nhớ cha nhớ mẹ, con cầu xin cho muôn nhà an hòa, cho muôn người hạnh phúc và ấm êm. Lạy mẹ Maria, xin mẹ thương cầu bầu cùng Chúa Cha, mùa thánh ân Chúa thương tha lỗi lầm, ban hồng ân cho ai con lưu lạc, để muôn đời hạnh phúc. Lời tâm tình với Chúa Hài Đồng tiếp theo đến từ nước Đức. Lạy Chúa Hài Đồng, năm nào cũng vậy, sau khi dự thánh lễ ở nhà thờ về, gia đình lớn chúng con quy tụ nhau đón Giáng sinh, rồi cùng hát những bài hát quen thuộc, hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, đêm thánh vô cùng. Chúng con hát bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, rồi ôm nhau chúc mừng Giáng sinh trước khi ăn tiệc, tặng thơ, tặng quà, làm văn nghệ, thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Nhưng năm nay vì đại dịch Covid-19, chúng con không tụ họp nhau được. Con mới cảm nhận được những điều quý giá con đã từng có. Hơn thế nữa, nhiều người thân, bạn bè, quen biết của con đã qua đời vì Covid mới chỉ 2 ngày nay thôi, lại thêm 3 người nữa ra đi. Thật là đau buồn. Con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con nhiều hồng ân trong bao năm qua. Con khấn xin Chúa ban bình an cho thế giới, cho đại dịch mau chấm dứt. Xin Chúa cất đi những nỗi lo lắng, sợ hãi chồng chất trong nhiều người, thay vào đó là niềm hy vọng và tương lai, và lòng thương xót của Chúa, đặc biệt trong mùa vọng và mùa Giáng sinh này. Xin cho từng người lớn nhỏ trong đại gia đình tứ tịnh chúng con được an vui, được gặp lại nhau. Xin Chúa nhận lời con cầu xin. Nước Đức, 19 tháng 12, 2020. Mùa Giáng sinh,
xa con nhớ cha nhớ mẹ, con cầu xin cho muôn nhà an hòa. Lời ước nguyện tiếp theo đến từ chị Maria Phạm Thị Nhàn. Trong mùa Giáng sinh này, con nguyện xin hồng ân Chúa tuôn trào xuống trên thế giới và quê hương Việt Nam cũng như trên gia đình chúng con. Xin Chúa ban cho thế giới bình an và đại dịch mau chấm dứt. Cầu cho gia đình con được bình an và mọi người khỏe mạnh, cho con cái được ngoan ngoãn và sống cuộc sống hạnh phúc. Và con xin gửi lời cầu chúc riêng tới anh xã của con. Cuộc sống có khó khăn vất vả và đầy những thử thách, cùng nhau vượt qua nhé. Em là người hay nóng và hay làm anh buồn. Hãy bỏ qua cho nhau vì không ai hoàn hảo. Chúc anh và các con của mẹ sức khỏe. Và anh hãy là chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Chúng ta cùng nhau thay đổi và cố gắng nhé. Yêu gia đình mình nhiều lắm. Chị Ngân Sa cũng chia sẻ rằng chị cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc khi được đụng chạm bởi tình yêu của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của chị. Chị nhận ra sự đồng hành của Chúa trong những lúc khó khăn và ngặt nghèo của cuộc sống. Kinh nghiệm nhận biết này có được nhờ những giây phút lặng lòng và cầu nguyện. Có tiếng ai, ru tâm tình với Chúa hài đồng tiếp theo đến từ bạn Teresa Hồng Trang. Giáng sinh là một quà tặng, điều mình mong muốn. Mình mong mau hết dịch Covid. Mình mong một bữa cơm gia đình, vì từ lâu mình chưa có được bữa cơm gia đình. Mình mong gia đình mình sống hạnh phúc và bình an hơn. Mọi người luôn vui vẻ, dù gia đình có gặp khó khăn nhưng cùng nhau vượt qua được. Mình đã từng khóc vì gia đình mình có ít dịp ngồi lại với nhau, chia sẻ cho nhau để lắng nghe và hiểu nhau hơn. Món quà Giáng sinh mình có thể dâng cho Chúa hài đồng là sống tốt, sống yêu thương gần gũi với gia đình và mọi người, lan tỏa tình yêu thương bằng nụ cười với những cái bắt tay. Hoài An chia sẻ với các bạn nghe đài về ước mơ của bạn ấy trong đêm Giáng sinh này. Một bức thư dài, chúng tôi xin lược lại tâm tình kết của bạn ấy như sau. Ước mơ của tôi trong dịp Giáng sinh này là được đáp trả tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi muốn mình được ở trong một mối tương quan yêu thương cá vị với Thiên Chúa để tôi được biến đổi, để tôi làm vui lòng Chúa và để tôi trở nên giống Chúa, người yêu của tôi trong cuộc sống hàng ngày. Ước mơ này giữ tôi lại trong tình yêu của Chúa và xua tan đi những nỗi buồn, thất vọng, chán nản trong cuộc đời. Tôi có ước mơ và tôi sẽ sống với ước mơ của mình. Tôi cầu chúc cho những ước mơ của mọi người trong dịp Giáng sinh này trở nên hiện thực trong tình yêu và ân sủng của Chúa.
chúng ta cùng hiệp ý với nhau dâng lên Chúa hài đồng những lời tâm nguyện vừa rồi và những nỗi niềm riêng của từng người nữa nhé. Vatican News tiếng Việt cầu chúc cho quý vị cùng toàn thể gia quyến mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và một năm mới bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.